Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại có thời gian để làm cho các bạn một cái video để giới thiệu các bạn về cái cây cát sâm, hay còn gọi là cây sâm châu, hay là ngưu đại lực, hoặc sâm chuột. Nó có rất nhiều tên, nhưng chúng ta thường gọi tên thường liên nó là cây cát sâm. Và cây này nó có tên khoa học là Malatia speciosa chêm. Đó, cái tên khoa học của nó thì thường thường hơi khó đọc. Thì các bạn nhìn ở đây, cái cây này thì nhiều người thắc mắc hỏi về trung tâm cây giống chúng tôi là cái cây cao chúng ta trồng được khoảng từ 1 năm đến 7 tháng, thì 7 tháng nó cao như nào và 1 năm nó cao như nào. Thì các bạn nhìn đây, bên này là cái cây này, 7 tháng. Đó, 7 tháng thường thường nó leo rất là dài rồi đây. Các bạn nhìn đây, sắp tới là trung tâm cây giống sẽ làm dàn ra để cho nó leo tiếp tục. Và cái cây này chúng ta trồng ở một cái thời gian nhất định thì chúng ta trồng khoảng 4 năm là thu hoạch. Đó, nhưng mà trong cái thời gian thu hoạch thì chúng ta làm dàn, nếu chúng ta làm dàn thì chúng ta còn có thêm một nguồn thu nhập nữa là chúng ta có thể thu hoạch được cả hạt để chúng ta xuất ra cho các trung tâm vườn giống. Cái thứ hai nữa là cây này nó mới trồng được khoảng 7 tháng thôi mà nó đã lên được như này. Thì cây này được áp dụng theo đúng cái khoa học kỹ thuật trồng chuẩn nhất của cái cây cát sâm, và được tưới nước bằng hệ thống tưới nước phun sương tự động của trung tâm cây giống Tam Đảo chúng tôi. Thì các bạn nhìn ở đây là cây này là được 7 tháng. Đó, tất cả các cây này đây, các bạn nhìn đây, chỉ cắm một cái sào như này thôi để cho thân cây nó leo lên. Sắp tới chúng tôi sẽ làm dàn bệ lên như này. Thì các bạn nhìn cây 7 tháng và so sánh với cây 1 năm nó như thế nào. Thì các bạn nhìn sang bên này, cây 1 năm tuổi thì bên này chúng tôi đã làm dàn hết rồi. Cây được 1 năm, cây chỗ này là được 1 năm 2 tháng tuổi. Đó, thì các bạn nhìn gốc đây, 1 năm 2 tháng tuổi nó phát triển rất là nhanh, bởi vì cây này là bộ thân leo. Đó, các bạn nhìn này, dàn chúng tôi làm cự ly các cột thì cách nhau khoảng 5m và cao khoảng 2m. Đó, nó ra tán rất đều và leo này. Ở trên thì chúng tôi có căng hệ thống lưới. Lưới này thì chúng ta nên áp dụng lưới để cho nó giảm cái chi phí chúng ta làm dàn, và rất là tốt và hiệu quả trong trồng, đúng áp dụng chuẩn theo cái kỹ thuật chúng ta trồng theo khoa học chuẩn nhất hiện nay. Các bạn chủ động gọi liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về kỹ thuật trồng cát sâm thì chúng tôi đã để số điện thoại ở bên dưới màn hình. Hoặc các bạn muốn mua cây giống mà chuẩn nhất, các dòng giống cái cây cát sâm hay còn gọi là sâm châu, chuẩn giống F1, F0 của trung tâm cây giống Tam Đảo, thì các bạn chủ động liên hệ với chúng tôi hoặc add Zalo để được các kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi chủ động tư vấn cho các bạn về kỹ thuật trồng cây, cách chăm sóc sâu bệnh cho cây và làm sao để thu hoạch được cây một cách chuẩn nhất. Thì chúng tôi sẽ có những cái video làm những cái cách thu hoạch cây cát sâm này. Thì cái cây này trung bình chúng ta khoảng 3 năm rưỡi đến 4 năm là chúng ta đã có thể thu hoạch được rồi. Và mỗi một cái gốc này nó sẽ trung bình cho chúng ta thu hoạch được khoảng từ 7 đến 8 cân củ. Tuy nhiên là có những củ nó vẫn, đấy là chúng ta có những củ nó phát triển tốt thì nó vẫn lên được hơn chục cân. Và giá dao động thị trường hiện nay đang bán cái củ cát sâm này thì theo như trung tâm cây giống Tam Đảo đang nghiên cứu thì nó rơi vào khoảng độ hơn 100 ngàn trên một cân. Đó, đấy là mua với số lượng lớn, còn mua lẻ thì khá là đắt. Mà cát sâm là đem lại cái giá trị rất là kinh tế, rất là cao. Nếu như ai mà có thể đi đầu, các bà con có thể đi đầu và trồng cái cây giống này thì đem lại một cái nguồn thu nhập kinh tế rất là cao. Để liên hệ trực tiếp với chúng tôi mua cây giống chuẩn nhất thì xin mời các bạn liên hệ trực tiếp theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của trung tâm cây giống Tam Đảo.